Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của cửa hàng longmobi.com. Thì các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé. Và nhớ ấn chuông. Thì kênh của mình thường xuyên review các sản phẩm về đắc nghe nhạc, music server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì hôm nay là tiếp tục cái series hàng về đón Tết. Cửa hàng mình mới về rất là nhiều đắc cao cấp. Thì hôm nay mình sẽ quay video giới thiệu với các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy trên video ấy, đây là lô đắc mà có nhiều con cao cấp nhất, đắt nhất tại cửa hàng mình. Thì anh em có thể nhìn thấy xa xa kia là con DAC 9038 Pro nhé. Mình sẽ giới thiệu từng modem cho anh em biết trước nhé. Thì đây là con DAC đắt nhất mình đang bán đây, con DAC 9038 Pro Ultimate phiên bản 2019 anh em nhé. Phiên bản 2019, kiểu dáng thì nó không khác gì phiên bản 2018 cả, nhưng mà bên đằng sau này này, phiên bản 2019 anh em nhé, là nó có thêm cổng EES này. Nhìn giống cổng HDMI nhưng thực ra nó là cổng IIS để chơi nhạc DSD 1024. Nếu mà chúng ta chơi cổng USB bình thường này thì nó chỉ lên đến DSD 512 thôi. Nhưng mà nếu mà dùng cổng IISS này thì nó sẽ lên một DSD 1024. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng không có nhạc đấy để chơi đâu. Thì cái cổng này là cổng tương lai này sẽ sử dụng thôi. Đó, thì đây là cái con DAC mình bán khá là tốt, và nói chung là hầu như chỉ có cửa hàng mình bán thì phải. Mình search trên Google cũng không có nhiều người bán lắm cái phiên bản này. Tại phiên bản này khá đắt tiền. Trước đây con DAC này nhá, giá của nó là 12.500.000. Nhưng đợt sale vừa rồi 11 tháng 11 bên Trung Quốc mình có đặt mua sale được hai con giá là 9.500.000. Anh em lưu ý nhé, là chỉ có hai con này duy nhất tại cửa hàng mình. Và sau thời điểm quay video này thì chắc là bay mới một con rồi. Đó. Thì còn một con thì anh em là nhanh tay thì mua hàng nhé. Và với con này thì anh em phải đặt cọc. Đó. Thì cái con 9038 Pro này bên trong nó là con chip ES 9038 cao cấp nhất của ES Technology nhé. Mình có bài viết mô tả rất là chi tiết ở trong link, các bạn nhớ đón xem nhé. Nhớ tìm đọc bài viết đó nhé. Nó rất là chi tiết bên trong đấy. Con DAC mình thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là con DAC Topping D50S nhé. Các bạn lưu ý nhé, đây là DAC Topping D50S phân biệt với lại DAC Topping D50 nhé. D50S là phiên bản sản xuất cuối năm 2019. Đây các bạn nhìn này, D50S này. Đó, cuối 2019 và đón đầu 2020, hay là còn lại D50S 2020 nhé. Đó. Thì điểm nổi bật nhất của Topping D50S đó là nó có thêm Bluetooth và nó nâng cấp chip bên trong nữa. Đó, con DAC này ngày xưa con DAC D50 và con SML SO8 này là hai con kỳ phùng địch thủ nhau, bán số lượng ngang nhau và giá nó cũng tương đương nhau. Nhưng mà năm 2020 là Topping người ta ra D50S rồi, và SML SO8 này cũng sắp sửa ra phiên bản mới. Đó. Nhưng mà chưa biết là bao giờ ra. Đó. Thì cái con D50 này thì nó chưa được DSD 512. Và mình có một cái bài hướng dẫn cài đặt cái con Topping D50 này rồi. Thì các bạn có thể tìm trên website của mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy logo biểu tượng Hi-Res Audio này. Hi-Res Audio Wireless đây này. Các bạn lưu ý nhé là cái tem này không phải cứ thế mà dán lên được, mà nó phải có tổ chức Hi-Res Audio của Nhật Bản chứng nhận thì mới có tem để dán lên. Nó và SMSL và Topping là hai hãng audio nội địa rất lớn của Trung Quốc và cực kỳ uy tín hai hãng này. Con này cầm trên tay rất là chắc chắn và toàn bộ vỏ bằng nhôm cắt CLC luôn. Đó. Con DAC SML EU8 này thì quá là quen thuộc rồi. Mình nói chung là vừa rồi cũng có một cái video hàng về, hôm nay hàng lại mới về thêm thì mình lại review lại đó tiếp. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá. Biểu tượng Hi-Res Audio này phải có tổ chức của Nhật Bản người ta giám định thì mới dán lên được, chứ không phải dán bừa lên đâu các bạn. Đó. Con này thì so với Topping D50 thì ngang tài ngang sức nhau. Đó, con này là phiên bản là kỷ niệm 10 năm nhé. Và nó có rất nhiều cổng ăn chơi các bạn nhìn đâu. Cổng ba lăng này. Đấy. Tất cả các đầu kết nối đều mạ vàng hết. Rất là đẹp và chuyên nghiệp. Đồng đây là con DAC rất đáng mua đấy các bạn. Con này thì hỗ trợ DSD 512. Tần số lấy mẫu là mà chơi nhạc PCM lên đến 768 kHz. Đó. Đây mình giới tiếp đây. Con này con DAC Topping D30 nhé. Con này cũng khá là hay. Nó cũng có biểu tượng Hi-Res Audio. Đó. Con này nhìn khá giống con X6 đúng không? Nhưng mà giá nó lại đắt hơn X6 hơn 1 triệu cơ.
Đó, tại vì con này nó chơi được nhạc cả nhạc DSD đấy anh em này. Đó. Topping D30 anh em nhé. Chỉ có phiên bản duy nhất phiên bản màu trắng không có màu đen. Đó, đằng sau này, đằng sau chúng ta có đầy đủ các cổng ăn chơi này, cổng USB này, cổng quang, cổng coaxial này. Đó, up to 24 bit 192 Hz. Thì cái DAC chuyên nghiệp khác với cái DAC cái bình thường ở chỗ là, đó là nó có cổng USB này. Cổng USB này đặc trưng của DAC, chỉ những DAC chuyên nghiệp có, còn những DAC không chuyên thì nó chỉ có cổng quang này. D30 silver, các bạn thấy đẹp không? Vỏ nhôm rất là đẹp. Đó, logo DSD ở đây này. Topping khắc là da chìm luôn. Đó, cần gạt. Và đây một tân binh mới ở cửa hàng mình. Con này mình còn chưa đăng lên website bán nhé. Con này là con DAC Audio P1 Hi-Fi Tube Pre-amp USB DAC Headphone Amp. Con này con chuyên trị con này con DAC đèn nhé. Nó tối ưu cho tai nghe này. Đó, nó làm hết nếu cắm tai nghe đây nó thành hết am. Đấy, hết phone am đó. Và các bạn lưu ý nhé là con này nó có chế độ can thiệp bass chép vào âm thanh đầu ra nhé. Đây, đường sau có duy nhất đầu cổng vào USB này, cổng vào USB và cổng vào RCA. Nếu mà chúng ta cắm cổng USB vào đây thì nó sẽ thành cái DAC đèn. Còn nếu mà cắm đầu vào RCA ở đây thì nó sẽ thành cái preamp. Nó cái này rất là tốt. Con này có cả Bluetooth nữa. Đó, cả Bluetooth nha, đầu vào USB này, đầu vào RCA để biến cái này thành hết am này. Và anh em lưu ý nhé là trên này nó có 3 lẫy gạt nhé. Đây, đây là đầu tiên là chọn đầu vào này. Thứ hai là cho phép can thiệp hoặc là không cho phép can thiệp bass chép và âm thanh đầu ra. Nếu mà chúng ta gạt cái này xuống on, nghĩa lúc đó chúng ta chỉnh bass chép sẽ có tác dụng can thiệp vào, còn nếu mà chúng ta off thì bass chép sẽ bị vô tác dụng. Đó, còn cái này nó chỉnh đèn nhé. Dưới cái này nó có hai đèn hai màu, một là màu vàng, hai là màu xanh. Gạt lên trên là blue, xuống dưới là màu da cam. Đó, anh em nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Đây là con DAC đèn kiêm preamp. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Đó. Đây, tiếp theo con DAC bán chạy nhất ở cửa hàng mình không thể không nói đến đó là con DAC X7 đủ hai màu đen trắng. À, mình có đặt link mua hàng ở trong phần mô tả, anh em nhớ kích vào đó mua hàng nhé. Anh em thích màu nào thì nhớ nốt ra. Đủ hai màu đen trắng. Đây là con DAC bán chạy rất chạy ở cửa hàng mình ấy. Con này với con X6 mình bán thì thôi rồi. Nhập về bao nhiêu hết bấy nhiêu luôn. Nó con này nó giá rẻ và thứ hai chất âm nó rất là tốt. À, linh kiện hoàn thiện rất là chất lượng rất là cao, anh em có thể nhìn thấy tất cả các cổng mạ vàng luôn nhé. Đó. Rất là bền bỉ luôn. Đó, và cuối cùng nhá, mình muốn giới thiệu một sản phẩm đến cho những anh em nào mà nhà có nhiều loa nhiều âm ly. Đây. Đây là bộ chuyển cầu loa Linux Audio nhé. Đó, anh em nào có hai loa hai âm ly mà dùng cái bộ này thì thôi rồi. Đây. Đây là chuyển âm ly nhé, đây là chuyển loa. Có nghĩa anh em gắn hai bộ loa vào các cọc này và hai cái âm ly vào trong các cái cọc cũng cọc sau này. Thì cái này hoạt động như thế nào? Đó, nếu mà anh em muốn nhảy nhá, anh em muốn đánh cái âm ly A với loa số 1 cũng được, hoặc là đánh âm ly A với loa số 2 cũng được, anh em chỉ cần bấm nút thôi. Đó, nó chỉ là cơ cấu lễ gảy. Đó, hoặc là anh em muốn kết hợp âm ly B với loa 1 hoặc âm ly B với loa 2 đều ok hết. Đó. Cái này là phù hợp với anh em có nhiều loa nhiều âm ly mà không muốn suốt ngày cắm rút để thay đổi loa chơi thì dùng cái này rất là tốt. Đó. Đấy. Rất là chuyên nghiệp đúng không anh em? Đó. Và giá rất là phải chăng luôn, mình có đặt link mua hàng ở trong phần mô tả, anh em nhớ kích vào đó mua. Và anh em lưu ý nhé là mình có link mua hàng ở Lazada, Shopee và Sendor. Thì Shopee và Lazada là không cho mở hàng ra kiểm tra. Sendor được mở ra xem nhưng không được thử, nên anh em cân nhắc đặt hàng nhé. Đây là quy định của sàn nên là mọi người đều phải tuân theo. Còn con DAC 5MK2 nữa, nhưng mà to quá mình không bày ra được, nên là mình quay sơ sơ để cho anh em xem thôi. Hàng rất nhiều nhưng mà nếu mà bày đây thì nó không vào được khung hình video, nên là mình chỉ
Để sơ qua cho anh em thôi. Đây, còn hộp topping còn chưa quay cho anh em này. Rất là đẹp, rất là nặng luôn. Đó. Topping D50 hộp đó, vuông vức này đây. Rất là đẹp đúng không anh em? Thì đây là video thực hiện tại cửa hàng longmobi.com. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình theo số hotline trên video hoặc là đặt hàng trong link mô tả cho anh em nhé. Trong mô tả có link đặt hàng, anh em nhớ kích vào đấy mua hàng. Đó, và anh em lưu ý nhé là con 9038 Pro Ultimate ấy, chỉ có hai con duy nhất giá 9.500.000 đồng. Nó còn bán hết hai con này thì chắc là qua Tết mình mới nhập thêm thì chắc giá nó lại quay về như cũ là 12.500.000 thôi. Nó lên em nhanh tay và đã có một gạch rồi. Nói chung là mình đang lên đã có một bác đặt gạch nên là khả năng là chỉ có một con thôi. Nhưng mà con này đặt xuông thì mình không gửi đâu nhé, phải đặt cọc mình mới gửi đấy, để tránh mất cơ hội của người khác. Đó, thì một lần nữa cảm ơn anh em và nhớ like và subscribe của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.